7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8 7 4 8
32. Ở Chợ Tín. Ừ. Anh có muội. 3432. Rồi nhá. Đây nha, tôi tạm thời tôi xóa hết của bạn đi nhá. Delete connection này. Trời ơi. Xóa này. Xóa nốt này. Chắc nó đang chạy đi đâu đấy, chưa sang máy bạn được. Tự động tự tay xóa đi. Rồi. Mở tôi cái SAM lên. Đây nhá, SAM bạn chạy rồi nhá. Được chưa? Bây giờ tạo mới một connection. Bạn chọn MySQL. Chưa? Connection name này bạn không cần đặt được. Bây giờ bạn test luôn. Nhớ là cái này nó phải SAM này phải chạy trước, MySQL SAM phải chạy trước nhá. Test luôn này. Succeed này. Được chưa? Ok. Các bạn bung nó ra thôi. Mở ra đi. Tôi không kích được vào đấy. Sao? Ok. Cái vấn đề là gì? Tôi nghi ngờ là do không chưa bật SAM lên thôi. Chẳng ai sửa config ở trong đấy làm gì. Được chưa? Tiếp theo chúng ta đến với các câu lệnh là update dữ liệu ở trong một bảng trong cơ sở dữ liệu này. Ví dụ chúng ta có student này đúng không? Thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh update như sau. New query. Update. Chúng ta có lệnh là lệnh update này. Update. Sau đó là tên table. Thì chúng ta có student. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái lệnh nữa là set. Set. Ví dụ chúng ta đang có name là Thiện TH đúng không? Chúng ta có thể set là name. Đúng nhỉ? À, tên xin lỗi các bạn, cột là tên bằng một cái giá trị nào đấy khác, ví dụ như T3H Hà Nội. Được chưa? Sau đó chúng ta có thể là thêm những cái cột khác, ví dụ như kiểu là cột student age bằng 100 tuổi chẳng hạn. Được chưa? Nếu mà chúng ta chạy như thế này thì các bạn sẽ thấy một cái điều rất là kinh khủng. Ví dụ ở đây tôi thêm một cái cột nữa. Đây là someone. Đây là tuổi 10. Đây là Hà Nội. 1999 01 trừ 01 trừ 02. Hai bạn ghi nhá. Đúng không? Nếu tôi chạy như này. Xong, chạy rồi. Nhìn này. Thấy chết dở không? Là tất cả các dữ liệu ở trong bảng của tôi nó ở hai cái cột này nó đều được update đi, trở thành dữ liệu mới. Được chưa? Thì cú pháp thì chưa hết, là trước khi nói về cái lỗi kia thì chúng ta đến cái cú pháp. Cú pháp của câu lệnh update thì chúng ta sẽ có như sau. Đây là chúng ta có là sửa dữ liệu của các bản ghi trong cơ sở trong bảng. Trong một bảng thì chúng ta sẽ có câu lệnh là update này. Table name. Được chưa? Sau đó là từ là từ cái từ khóa là set cột 1 bằng giá trị. Đây là cú pháp nhá. Tiếp theo đến cột 2 bằng giá trị. Tôi không biết giá trị 2 hay giá trị 3, chúng ta có thể là set hai cột cùng một giá trị cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Cho bao giờ phẩy, cho chấm 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 cho đến cột n, tức là cột các bạn không thích update nữa thì thôi. Bằng giá trị. Đó. Bây giờ đây là một câu lệnh update. Nếu mà chúng ta thực hiện cái câu lệnh này thì nó sẽ update toàn bộ tất cả các cái record ở trong bảng của các bạn trở thành cái giá trị mới ở đây. Được chưa? Giống như cách tôi vừa mới làm.
là nó cực kỳ nguy hiểm. Thực hiện câu này xong là tất tần tật đều chuyển sang dữ liệu hết, Hà Nội hết, 100 tuổi hết, đúng không? Làm việc này cực kỳ nguy hiểm. Do đó đến lúc này chúng ta mới cần đến một cái câu lệnh điều kiện nữa, đó là câu lệnh where. Chúng ta có câu lệnh điều kiện là câu lệnh where. Where một cái điều kiện nào đấy, ví dụ where id bằng 2 chẳng hạn, bằng 2. Bây giờ tôi sẽ sửa lại cái giá trị này, đúng không? T3H thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như này, tuổi là còn 99 đi. Thì giờ với điều kiện này thì chúng ta run, chúng ta nhìn thấy ra ngoài này, chúng ta reload. Đây mã sinh viên, tôi viết sai cột, mã số sinh viên chứ không phải là ID. Đó, xong reload này, được chưa? Tuổi sang 99 này, thì thêm một câu lệnh là where thỏa mãn điều kiện. Ở đây ý nghĩa của nó là cập nhật tất cả các bản ghi, tất cả các cái record, tức là các dòng của chúng ta ấy, cập nhật hết tất cả các bản ghi khi các bản ghi phù hợp với điều kiện mà tôi đặt ra ở đây, được chưa? Với điều kiện này chúng ta có thể là một điều kiện, hai điều kiện hoặc là nhiều điều kiện, thoải mái. Chúng ta and or giống như ở trong lập trình, thì chúng ta có thể là and mã sinh viên bằng 2, and điều kiện 2, or điều kiện 3 chẳng hạn. Điều kiện 3 chẳng hạn, ví dụ như vậy, được chưa? Thì đây là câu lệnh update của chúng ta. Thì chúng ta có thêm là where điều kiện. Đây là cú pháp. Được chưa nhỉ? Có theo kịp không? Tiếp theo này. Đã có gì nhỉ? Thêm này, thêm, sửa, bây giờ là xóa, đúng không? Khi làm việc với một cái đối tượng nào đấy, chúng ta luôn luôn xoay quanh bốn hành động: hiển thị, thêm, sửa, xóa. Chúng ta đã được hai rồi. Bây giờ chúng ta làm cái hành động tiếp theo là xóa dữ liệu. Xóa dữ liệu thì chúng ta có câu lệnh như sau: delete, delete from table name, được chưa? Where điều kiện. Đó, xóa dữ liệu trong bảng nào đấy khi những cái bản ghi đấy thỏa mãn một điều kiện nào đấy của tôi, được chưa? Thì chúng ta có câu lệnh như sau, tôi tạm thời comment cái mới này vào. Có câu lệnh là delete from student where mã số sinh viên bằng 2. Ví dụ như này, tôi chặn. Xong. Bay mất thằng 2 rồi, đúng không? Được chưa? Đây là câu lệnh xóa của chúng ta. Và thường thường các điều kiện của chúng ta thì hay sử dụng cái cột nào là ID là dùng làm điều kiện thì thường xuyên. Xong đi nhỉ? Chúng ta lưu ý khi thực hiện lệnh xóa, bây giờ thực hiện một lệnh thêm nhá. Tôi thực hiện một lệnh thêm vào này. Sau khi thực hiện lệnh xóa, thực hiện lệnh thêm này. Chúng ta xem nhá. Xong. Bây giờ có gì? Các bạn nhìn thấy gì lại? Không phải mất ID, mà là cái mã sinh viên nó không được nối tiếp. Được chưa? Sau khi các bạn xóa xong ấy, thì cái lượt index, tức là cái lượt cộng thêm của những cái bản ghi của chúng ta khi mà chúng ta đặt là auto increment cho primary key, thì nó sẽ không trả lại cái giá trị đã được vừa mất đi nữa, mà nó sẽ cộng nối thêm. Được chưa? Không bao giờ có chuyện đấy. Và các bạn dùng MySQL cũng vậy, SQL Server cũng thế, Oracle cũng thế. Nó không bao giờ có chuyện trả lại cái index đã mất. Được chưa? Các bạn kể cả có xóa trắng toàn bộ bảng đi, các bạn thêm mới vào, nó cũng sẽ nối tiếp lên, chứ nó không trả lại dữ liệu nữa. Đó. Chúng ta có một cách để giúp xóa trắng dữ liệu và đánh lại index, đó chúng ta sử dụng câu lệnh là truncate table. Truncate table thì chúng ta mới thực hiện xóa trắng bảng đi được. Đâu nhỉ? Tôi có, hình như có truncate rồi sao? Chưa có.
Đây, chúng ta có thể thực hiện xóa trắng bảng và reset lại index bằng cách thực hiện câu lệnh này. Câu lệnh của chúng ta là truncate table, truncate hay truncate table nhỉ? Truncate table student. Thử chạy cái tôi cũng chẳng nhớ lắm, bởi vì ít khi dùng. Truncate table. Bay hết nhá, hết dữ liệu nhá. Bây giờ tôi thêm lại này, tôi thêm lại dữ liệu này. Được chưa? Thêm lại dữ liệu này thì chúng ta sẽ có cái câu có index trở lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được chưa? Nó xóa trắng đi và đánh lại index lại từ đầu, thì đấy là cái tác dụng của thằng truncate table. Được chưa nhỉ? Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể xóa trắng cái bảng đi bằng một cách khác, đó là chúng ta sử dụng là delete from tên bảng student chẳng hạn, thì là nó cũng xóa trắng dữ liệu đi nhưng mà index nó vẫn cứ nối tiếp lên chứ nó không đánh lại nữa. Được chưa? Lưu ý. Đây, tôi copy cái câu lệnh này. Chúng ta có câu lệnh là xóa dữ liệu đồng thời đánh lại index trong bảng. Và câu lệnh là truncate table. Đây là table name. Được chưa? Học khá nhiều đấy. Chúng ta đi qua những cái là đầu tiên là tạo cơ sở dữ liệu này, chúng ta create database, tên database, tra xét collect. Chúng ta có xóa cơ sở dữ liệu là drop database. Khai báo sử dụng một cơ sở dữ liệu nào đấy là sử dụng use tên database. Xóa bảng nếu tồn tại, drop table if exists, tên bảng. Xóa bảng là drop table, tạo bảng là create table. Thêm một cột vào bảng thì enter table add tên cột, giá trị thuộc tính. Sửa enter table modify, đổi tên một cột thì chúng enter table change, đúng không? Xóa một cột thì enter table drop. Thêm dữ liệu vào cột thì insert into tên, thêm tên bảng các cột và giá trị của cột tương ứng. Sửa dữ liệu trong cột thì chúng ta có update tên bảng, set tên cột bằng giá trị mới, cột 2 bằng giá trị mới và với where cái điều kiện nào đó. Chúng ta có xóa dữ liệu và không đánh lại index là delete from tên bảng where điều kiện. Chúng ta có xóa toàn bộ dữ liệu và đánh lại index thì chúng ta sử dụng câu lệnh là truncate table tên table. Được chưa? Khá là nhiều, và còn nhiều nữa, và sẽ còn nhiều nữa, cực kỳ nhiều. Bây giờ mới đến phần khó nhất này. Từ trước đến giờ toàn thứ dễ rồi. Từ nãy giờ toàn thứ dễ rồi. Bây giờ mới đến phần khó này. Lấy dữ liệu ra từ bảng. Từ một bảng thì chúng ta có câu lệnh dễ nhất trong khó, đó là select sao from tên bảng. Đó, lấy dữ liệu ra từ một bảng. Câu lệnh là select sao from tên bảng. Được chưa? Bây giờ chúng ta thực hiện nhé. Bây giờ tôi không sử dụng trên cái database của lớp mình nữa, tôi sẽ sử dụng một cái database nó có nhiều dữ liệu hơn, là cái database NotWin này. Thì tôi sẽ gửi cho các bạn. Thì ví dụ như trong product này nó có khoảng 70 product chẳng hạn. Đây là một cái database mẫu để giúp chúng ta xử lý dữ liệu. Thì chúng ta có thể thực hiện một câu query để lấy dữ liệu từ trong bảng này. Chúng ta sẽ lấy ra là select sao from product. Product, chúng ta thực hiện câu lệnh này. Đây là dữ liệu nó trả ra, gồm 77 dữ liệu. Được chưa? Đây là select sao from product. Tôi sẽ export cái database này ra và tôi gửi lên trên group lớp nhé. Và chúng ta thực hiện cái việc lấy dữ liệu từ trong này nhé. Bởi trong này nó có rất là nhiều dữ liệu, chúng ta mới có đất để diễn. Được chưa? Để tôi lấy dữ liệu ra. Desktop này. Như ngoài này có NotWin rồi chưa? À, có tồn tại rồi.
Để tôi gửi lên lớp nhá. Cái gì vậy? À, thêm tệp này. Quá. Ơ, sao chậm mày nhỉ? Bạn nào có USB không? Tôi mượn USB đi. Chứ gửi như này chắc đến Tết cũng sao. Chẳng hiểu. Có mỗi cái rồi à? Not win không kiếm được đâu. Kiếm thì được nhưng mà mạng nó chậm như này tải có mà đến mai. Tôi đưa hết USB đây. Đây not win này. Copy này. No name này. Đặt luôn rồi đây. Rồi một cái. Đó. Sao không pệt dữ liệu ở đây được nhỉ? Không phải, cái này là do ổ của bạn là chắc là NTFS rồi. Đúng không? Đây chịu, phải format lại. Để lên xem. Đây, các bạn copy từ cái này ra nhé. Và copy sang USB này truyền nhau. Có lỡ dính virus thì cũng không phải tại tôi đâu, tại chúng nó đấy. Not win. Rồi lên rồi nha, lên group lớp rồi nha, các bạn tải từ trên group lớp về cũng được. Lên group lớp, lấy về. Cái gì?
Làm sao ấy? Biết dùng cái này à? Đấy nhá, bạn nào sử dụng Navicat tôi hướng dẫn này. Hướng dẫn này, ví dụ tôi xóa cái này, file này đi của tôi nhá, xóa đi nhá. Rồi mất rồi này. Bây giờ tôi tạo một cái cơ sở dữ liệu mới. New database là not win này. Character UTF-8. UTF-8 Unicode CI này. Xong chưa? Xong, bây giờ có not win trống này. Chuột phải vào SQL file. Check đi xem có không. SQL có không? Chuột phải vào trong cái cơ sở dữ liệu xem có SQL không. Chọn vào. Ở trong này nó có chọn file thì mở trong cái thư mục cái ra, chọn file not win.sql, open, start. Xong. Bây giờ vào trong table, refresh. Đấy, một rổ đấy. Ai bảo không làm không cái gì mà báo được cái này. Đi. Xong chưa? Cái gì mà thằng này tao lớp cơ sở dữ liệu kia là bài tập về nhà. Tao có mấy con pin ra. Tạo cơ sở dữ liệu con pin ra. Biết tạo cơ sở dữ liệu không? Nó có như trên đấy, phú ơi. Biết tên cơ sở dữ liệu đấy, nó không pin. Rồi, TH, WIND, chọn position, UTF-8, kéo lên trên đi. Đấy, create, xong, import vào. Import cái file này ra. Thank you.
Để nó liên kết lại làm sao mà xóa được, có quarantine làm sao mà xóa được gì nào. Ở đây cái gì mà dùng nó cho hai cái thôi mà không cần làm nhiều như này, và dùng navicap thì dùng không dùng những cái gì khác. Thì mà nó là một cái SQL server lên nhỉ. Và chưa quay à? Cái file tải về để vui đâu ạ? Chỉ nó đến tận răng rồi còn không làm được thì thôi chịu. Xong chưa? Các bạn xong hết chưa? Bây giờ đến thực thi câu lệnh select này. Chúng ta tạo ra một cái query mới, chúng ta thực hiện câu lệnh. Đâu nhỉ? Đây, mở cái notepad ra này. Chọn query này. Add này. Select. Câu lệnh là select sound from, ví dụ bảng của chúng ta là bảng product chẳng hạn thế, sau đó run, nó trả cho chúng ta một cái tập dữ liệu gồm 77 bản ghi, đúng chưa? Đó, thì đấy là câu lệnh lấy dữ liệu ra đầu tiên của chúng ta. Xong chưa nhỉ? Ghi vào, còn chờ đợi gì nữa? Có giấy có vở gì thì ghi vào. Tiếp theo này nâng cao hơn một cái nhánh nữa này. Lấy cũng vẫn là lấy dữ liệu. Vẫn là lấy dữ liệu. Tuy nhiên mình chỉ lấy vài cột thôi. Lấy dữ liệu mở ngoặc là chỉ những cái cột được yêu cầu. Thì chúng ta thực hiện như nào? Vẫn là select. Nhưng chúng ta không select sao nữa. Mà chúng ta thực hiện là select tên cột. Cột 1 phẩy cột 2 phẩy cột 3 phẩy xuống dòng chấm 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 cho đến cột n. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là from tên bảng. Đó, thì đây là câu lệnh chỉ lấy ra vài cột thôi. Bây giờ chúng ta test nhá. Ở đây nó có các cái cột, nếu mà select sao nó lấy ra tất cả cột, nó gồm là product ID, product name, supplier, category, đúng không? Tôi chỉ muốn lấy ra product ID, product name và unit price thôi. Chứ tôi không muốn lấy hết ra. Được chưa? Thì tôi thực hiện như nào? Vẫn là select. Sao cái gì mà sao? Product ID này, phẩy product name phẩy và unit price xong. Và chúng ta execute, chúng ta sẽ nhìn thấy chỉ còn 3 cột lấy ra ngoài thôi. Được chưa? Và đảm bảo với các bạn khi các bạn lấy ít cột hơn và lấy chính xác tên cột hơn thì cái tốc độ truy vấn nó sẽ nhanh hơn so với việc là các bạn lấy ra tất cả. Được chưa? Đấy là một cái lưu ý. Xong chưa?
Tiếp tục này, chưa hết rồi nha. Chưa hết đâu. Cái trò này chúng ta còn nhiều thứ lắm. Bây giờ nếu mà tôi không thích để tên cột như này nữa, đúng không? Tôi thích để một cái khác. Tôi chỉ thích là cái product ID nó chỉ còn mỗi chữ ID thôi. Thì chúng ta đến với một khái niệm nữa, khái niệm tên là alias. Alias. Dịch cho tiếng Việt xem alias là cái gì? Có phải là định danh không? Đúng không? Chúng ta khi ở trong nó là một cột khác, chúng ta khi mà lấy ra ngoài, chúng ta chuyển nó thành một cột tên theo tên mình thích thì mình đặt. Chúng ta có S, tên cột là ID. Biết mỗi chữ ID không? Xong. Run. Chúng ta nhìn thấy thành chữ ID không? Được chưa? Ở đây để cho nó ngắn gọn hơn, chúng ta có thể là S name được hả? Ở đây chúng ta S price. Đấy là cái những cái định danh của chúng ta trong câu lệnh select. Chúng ta còn có cả định danh cho bảng nữa cơ. Nhưng mà bao giờ học đến phép join thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm định danh bảng. Chưa cần phải động đến bây giờ, chỉ cần biết là các cột lấy ra chúng ta có thể sửa lại tên cột bằng cái việc định danh là as tên cột mới. Thế được. Được chưa nhỉ? Để tôi viết vào đây là s tên khác. S là định danh. Đó. Các bạn phải lưu ý cái thằng này. Được chưa? Bây giờ chúng ta phải làm sâu hơn về where này. Lấy các cột này ra với điều kiện nào đó, chúng ta có cái điều các điều kiện where ID nhỏ hơn 20 chẳng hạn. Tức là chỉ lấy ra tất cả những cái bản ghi là trong product nào có cái cột ID. Product ID, xin lỗi các bạn. Product ID nhỏ có giá trị nhỏ hơn 20 thôi. Chúng ta run. Ở đây ta lấy chỉ đến 19, từ 1 đến 19. Chứ không lấy ra thằng 21, 20, 21, 22 nữa. Thế ra đây là một điều kiện. Chúng ta ở trong cái lệnh điều kiện này ấy, chúng ta có rất là nhiều thứ lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, khác chúng ta cũng có luôn. Chúng ta có phép khác. Đố các bạn làm khác này được không? Tôi khác 1. Được không? Nếu mà tôi viết cái phép khác này nó output cho tôi cái gì? Mấy? Từ mấy? Nó lấy ra tất cả các bản ghi từ 2 cho đến 77. Nó bỏ qua thằng số 1. Được chưa? Bởi vì lấy ra tất cả những cái bản ghi thỏa mãn cái điều kiện là cái cột product ID, giá trị của product ID khác 1. Được chưa nhỉ? Chúng ta run. Đây, bắt đầu từ 2 cho đến 77. Đây là phép khác. Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi đố các bạn nhé. Đây. Tôi lấy ra product name. Bằng cái string này. Tôi chuyển chữ này chữ A. Chuyển chữ này chữ S. Đố các bạn có ra? Có hay không? Bao nhiêu bạn bảo có? Giơ tay nào. 1, 2, 3, 4. 4. Không cần giấm phẩy. Chúng ta có mỗi câu lệnh mà, nên không cần phải ngăn cách. 4 người đi. 4 người này đúng. Được chưa? Trong phép so sánh text ở trong MySQL không phân biệt hoa thưởng. Được chưa? Nó không phân biệt hoa thưởng. Cho nên các bạn khi mà tìm kiếm, các bạn có thể gõ chữ thường nhưng mà vẫn có thể là ra chữ hoa như bình thường. Được chưa? Khi nốt vào, khi thực hiện phép so sánh dạng text ở trong MySQL thì các cái text so sánh đó nó không phân biệt hoa thưởng. Nhận hết.
bằng này. Khó viết nhỉ. Có điều kiện này bằng này. Các này. Lớn hơn này. Lớn hơn bằng này. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn bằng này. Like. Và các phép so sánh có trọng này. Được chưa? Có phép like này nó hơi lạ đúng không? Phép like này chúng ta chưa được học ở trong các cái ngôn ngữ lập trình khác, và trong ngôn ngữ lập trình khác cũng không có thật. Hả? Đây có phải là SQL, đây có phải là SQL? Chúng ta có phép like. Nếu tôi để like thường như này thì nó không khác gì phép phép bằng. Được chưa? Nhưng mà nếu tôi muốn tìm những cái tìm những cái bản ghi nào đấy có bắt đầu bằng từ anisex này thì sao? Ani có ký tự bắt đầu bằng cái này. Phần trăm phía nào? Đứa thì phía trước, đứa thì phía sau. Bao nhiêu người bảo phía trước? Không, tôi bảo bắt đầu bằng cơ mà. Vì sao là phía sau? Chính xác. Được chưa? Ra duy nhất mình nó. Nếu mà bắt đầu bằng chữ A thì chắc là ra một rổ. À, có hai cái rồi. Đó. Được chưa? Bắt đầu bằng thì chúng ta có phép like, ký tự và dấu và làm sao? Được chưa? Like, ký tự bắt đầu và dấu và dấu phần trăm đằng sau. Cái này các bạn tự ghi nhé, tôi không nốt lại đâu. Còn kết thúc bằng chữ A thì là có dấu phần trăm phía trước chữ A. Đó, có rất là nhiều. Ikura. Pastora. Pavlova. Fantasia. À, fan cái từ này mình chẳng đọc được. Không đọc được. Nếu mà tìm kiếm một cái chuỗi nào đó, ví dụ như RA, cứ xuất hiện cái từ RA này thì hiển thị ra. Tôi bất biết nó ở đầu, ở giữa hay ở cuối, chúng ta có phần trăm ở hai đầu của ký tự. Đấy, là rất là nhiều. Đây là có RA này, RA này. Thằng này có Gran này, Ikura này, Bra này. Được chưa? Cứ xuất hiện ký tự RA này ở trong chuỗi thì nó sẽ được hiển thị ra ngoài. Chúng ta có xếp line phần trăm các ký tự trong chuỗi và phần trăm nữa. Hãy lưu ý cái này. Ủa. Được chưa? Đấy, phép phần trăm. Chúng ta cũng có phép các cái phép over cái gì nhỉ? Bitwise như bình thường. Chúng ta có các phép and, or, nor, and cái price đây vẫn là RA nhá. And price phải lớn hơn 30.000. And unit price phải lớn hơn 30.000. Thấy không? Nó còn lại một cái ý, có một ý thôi. Tất cả những giá trị này đều lớn hơn 30. Nếu mà lớn hơn 50 thì còn ít nữa. Còn có hai cái. Được chưa? Thì đấy là phép and. Còn phép or là sao? Or một trong hai cái thỏa mãn thì or unit price lớn hơn 50. Chúng ta cũng có thể có ra được nhiều cái nó không có. Cái này không có này. Cái này là không có tên, không chứa ký tự RA này. Nhưng mà ở đâu? Cái này có chứ. Có, cái này có. Cái này cũng có. Cái này có không nhỉ? Cũng có luôn.
55 á. Đâu cái nào? Đâu? Đây có RA đây. Cái này cũng có RA này. Cái này có RA ngay đầu đây. Thấy không? Thôi nói chung là có. Tóm lại là vậy. Được chưa? Xong. Nhưng mà chưa hết. Còn nhiều thứ lắm. Trong này còn rất là nhiều thứ. À, bây giờ chúng ta có thể sử dụng biến đếm. Tôi có thể tìm được ra là trong cái sản phẩm ở trong cái bảng này có bao nhiêu sản phẩm có giá lớn hơn 50. Chúng ta sử dụng hàm cao ở trong này. Cao sao? Được yeah. Có 7 sản phẩm có giá lớn hơn 50. Được chưa? Hoặc là cao một cái đơn vị nào đấy. Chúng ta có các cái hàm có thể sử dụng ở trong câu select như sau. Các hàm thì chúng ta có các hàm như sau. Đầu tiên là phải nói đến hàm cao. Đây là biến đếm, hàm đếm. À, đếm số bản y. Tiếp theo là hàm max. Hàm lấy số lớn nhất. Ngược với hàm max chúng ta có hàm min. Lấy số nhỏ nhất. Chúng ta có hàm sum. Là tính tổng. Chúng ta có hàm AVG. Là hàm này hàm tính trung bình. Đó. Đây các hàm. Phải lưu ý những cái hàm này. Hàm này khi mà chúng ta đã dùng ở trong câu lệnh rồi ấy, thì chúng ta phải đi kèm một thằng nữa, đó là group by. Chứ chúng ta không sử dụng where được. Nó bắt buộc phải đi cùng với group by. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thử thực hiện phép này nhé. Bài tập các bạn phải làm đấy, chứ không phải tôi làm đâu. Tìm cho tôi cái sản phẩm có giá lớn nhất trong này. Hả? Không. Nếu cú pháp là thì nó bài yêu đây bài yêu mà có được trong trong bài đó gì đây than phiền à quên nhầm xin lỗi các bạn nhầm cái đấy các bạn chưa làm được à nhầm bây giờ tôi yêu cầu là các bạn tính tổng số giá trị tổng số unit price của toàn bộ cái sản phẩm trong này tất cả sản phẩm
xong một phát là xong, cực kỳ dễ. Chẳng có điều kiện gì. Xăm phát là xong. Hết này. Được chưa? Đây một câu lệnh này. Tiếp theo này. Bây giờ lấy trung bình. À quên nhầm, bây giờ khó hơn một tí này. Chúng ta nhìn thấy unit in stock không? Thấy không? Unit in stock tức là những cái số lượng sản phẩm của một cái sản phẩm nào đấy còn ở trong cửa hàng. Được chưa? Đấy là cái giá khái niệm unit in stock. Thì bây giờ ví dụ như cái sản phẩm tên là chai này, thì cái số, tổng số tiền ấy mà nó còn có giá trị trong cửa hàng ấy, nó sẽ bằng 18 nhân với 39. Đúng không? Bằng 18 nhân 39. Thì bây giờ bài toán đặt ra là tôi muốn tìm cái tổng giá trị của tất cả sản phẩm trong kho hàng của tôi là bao nhiêu tiền. Thì giá làm nào? Lấy tổng của thằng này nhân thằng này, của tất cả các cột, à, của tất cả các bản ghi. Làm những cái đã được giao đi, bán đi rồi. In stock là đang trong kho. In order là đã xuất ra kho, xuất ra khỏi kho rồi. Ừ, đang còn trong kho. Cái này cũng một câu lệnh là xong. Nào tổng giá trị tất cả sản phẩm còn có trong đơn hàng và trong kho hàng. Gì mà nghe khó ấy. Khó vậy à? Đọc cho tôi nào. Nga đọc đi ạ. Thấy tổng đấy không? Xăm của xăm gì? Bà định làm gì nữa hả bà? Còn gì nữa? Ra đúng số này không? Hả? Ừ, mua cái một giá gì không? Ông ngồi cộng tay đi xem có đúng không? Có cái một giá riêng mà. Ừ. Thế nếu mà bây giờ tôi viết như này sao? In stock total. Giờ nó ra gì? Ba cột.
Sao? Tại sao nó không ra? Tại sao? Nếu mà chúng ta làm như này này, tức là ý của tôi muốn ở đây á là liệt kê ra danh sách tổng giá trị của từng sản phẩm một còn có trong kho. Đúng không? Đúng nhá. Nhưng mà tôi không làm được. Bởi vì khi mà chúng ta làm như này này, chúng ta bắt buộc phải nhóm nó vào theo một cái tiêu chí nào đấy thì chúng ta mới có thể là hiển thị nó ra được. Thì chúng ta phải bắt buộc là phải đi kèm với câu lệnh là group by. Group by của cái sum này. Nhóm vào theo điều kiện là của cái hàm này. Chúng ta chạy. Can group on. Product ID đi. Chẳng nhớ cái này dùng kiểu gì, chỉ nhớ là điều kiện là phải có group by. Không group theo thằng này được thì group theo product ID. Được chưa? Đây, nhân đi, Vượng ngồi nhân đi. Nhân đi lấy 18 x 39 ra có ra bằng này không? 702 không? Nhân đi. Calculate cái chứ cái gì? 18 nhân với 39. Đúng nhá, 702 chưa? Lại bảo nó cộng sai. Được chưa? Đây là lấy giấy ra tổng giá trị còn lại ở trong kho của từng sản phẩm một thì chúng ta bắt buộc là phải dùng cái sum này cộng với cái chúng ta group by theo một chiều nào đấy thì nó ưu tiên nó sắp xếp thì mới ra được. Chứ nếu không có chúng ta không thể nào sắp xếp được. Được chưa? Khi lấy cái group by ấy thì là nếu mà chúng ta sử dụng sum không, select sum không á thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà khi lấy ra từng chi tiết của từng dòng một đấy, từng cái record một đấy, chúng ta bắt buộc phải đi kèm với group by. Chỉ cần nhớ tôi cái điều kiện đó là được. Được chưa? Không cần phải nhiều. Đó, chúng ta phải lưu ý. Thì tôi sẽ copy cái câu này vào nhé. Câu này yêu cầu người ta nó sẽ là lấy tổng giá trị của từng sản phẩm còn trong kho. Chúng ta giải quyết bằng câu lệnh này. Được chưa? Nãy giờ cũng hơi nhiều tí đấy. Tiếp theo này, tiếp tục nha. Chúng ta đến với phần tiếp theo, lệnh tiếp theo này. Xong rồi chúng ta sẽ có 39 câu SQL để ngồi mần từ giờ đến hết mùng 2 tháng 9. Tôi thì nhiều bài lắm, tha hồ lắm. Tiếp theo này, bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta trong trường hợp chúng ta không có cái câu này. Trong trường hợp chúng ta không có câu này. Được chưa? Bây giờ chúng ta ra output ra cái này đúng không? Output ra danh sách. Nó tùm lum rồi. Qua nhìn thấy nó tùm lum không? Số lẫn lộn rồi L, M cái gì gì đấy. Nó sắp xếp theo thứ tự là alpha B của thằng product name đúng không? Tôi muốn sắp xếp lại cái cách hiển thị của cái tập giá trị này. Thì chúng ta sẽ phải thực hiện câu lệnh là order by theo tên một cột nào đấy, product ID chẳng hạn.
product ID chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ run, thấy nó sắp xếp lại theo 1, 2, 3, 4, 5 chưa? Gì nhỉ? Tôi muốn sắp xếp ngược lại từ 77 hất xuống thì tôi thêm cái thuộc tính là DESC vào đây. Thì chúng ta sẽ run thì nó sẽ lộn ngược lại. Được chưa nhỉ? Tương tự như vậy, nếu mà tôi muốn hiển thị theo thứ tự của product name sắp xếp ngược rồi viết chữ product name vào đây, DSC. Nó sẽ từ chữ Z hất xuống. Được chưa nhỉ? Đấy là chúng ta sắp xếp thứ tự của các cột hiển thị. Có câu lệnh order by. Đấy là xong order by chưa? Order by này chúng ta không chỉ sắp xếp thêm một cột đâu nhá. Đây là chuyện bình thường nhá. Bây giờ tôi thử này. Có cái thằng Zanen cái gì Coeken này, tôi copy tôi paste xuống dưới này nữa này. Hai cái sản phẩm cùng tên. Chẳng vấn đề gì cả đúng không? Bây giờ thằng nào sắp xếp trước nó sẽ sắp xếp sau. Rồi sao? Tôi muốn thằng có số nhỏ hơn lên trước là làm nào? N cái gì mà N phẩy vào đây thưa công các bà. Product ID ASC AC chúng ta không cần được, nhưng mà làm cho nó để rõ nghĩa thì làm này thưa ông, thưa bà. Đây, lên chưa? Được chưa nhỉ? Khi trong trường hợp hai giá trị nó bằng nhau, nó đang ngang bằng nhau mà chúng ta vẫn muốn sắp xếp cái thứ tự của nó theo đúng ý mình thì chúng ta phải thêm cái cột đấy ở bên cạnh này và sắp xếp đúng là ASC hoặc DSC. Đấy chứ nhỉ? Đấy là thêm cái order by. À, cúng tiền rồi. Rồi, thế nếu mà bây giờ tôi vẫn muốn cả cái mớ này vào, có được không? Đi thằng này thì phải đi cùng với group by đúng không? Giờ sao? Có được không? Được không? Thử nhá. Vẫn được. Được chưa? Nhưng tôi muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần của cái số tiền, tổng số tiền thì làm ra. Chả nhẽ order by và in stock total. Chả nhẽ in stock total nhé. DSC phải nhảy đúng không? Chạy này. Chạy đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng, sắp xếp này thì đúng. Đúng rồi, thằng nào có trước thì ưu tiên trước. Tôi sắp xếp đi theo thứ tự là lấy ra cái tổng này đúng không? Sắp xếp lên trước, xong ok. Thằng này đi cùng với group buy và order đi group buy không vấn đề gì cả. Đúng không? Chúng nó chung sống hòa thuận với nhau. Bây giờ này, yêu cầu lại hơi thay đổi một chút. Tôi chỉ muốn lấy ra những cái sản phẩm mà còn hàng ở trong cái kho, muốn lấy tổng của những cái sản phẩm còn hàng, tức là cái giá trị của cái in stock total này nó phải lớn hơn không. Bây giờ làm sao? Where đúng không? Where in stock total lớn hơn không, đúng không? Đúng không hả? Cái gì nhỉ? Bạn tên là gì nhỉ? Bên xứ rồi. Quyền. Tôi viết này đúng không? Đấy. Chết luôn. Được chưa? Không thể dùng được cái phép so sánh này đâu.
Được chưa? Mà khi mà các bạn so sánh cái giá trị được output ra bởi một cái hàm ấy, nhớ nhá, khi các bạn so sánh cái điều kiện, mà cái điều kiện đấy là cái output ra của một cái hàm nào đó, thì chúng ta phải copy cái hàm này. Và ở đây chúng ta có having cái instock này lớn hơn 0 thì mới được run. Ôi giời ơi, cái gì đây? Hình như tôi nhầm ở đâu đấy. Ôi, tôi chết mẹ. Chết rồi, đâu rồi đây? Để tôi bê cái này lên trên. Được chưa? Phải đưa lên trên. Dùng web chắc chắn là cho vẫn không được nhá. Dùng web vẫn không được nhá. Thấy không? Mà chúng ta bắt buộc khi mà so sánh cái giá trị output từ cái sum ra thì chúng ta cần phải sử dụng cái hàm là having instock total lớn hơn 0. Bây giờ chúng ta chạy. Nó mới ra được cái điều kiện của chúng ta. Được chưa? Xong chưa? Và cái having này phải đặt trước cái order by. Tóm lại là các bạn cứ đặt group xong đến having ngay lập tức là được. Được chưa? Bây giờ chúng ta đã thực hiện được một cái phép lấy dữ liệu ra nó tương đối là phức tạp. Gọi là tương đối thôi. Được chưa? Copy này. Về đây, tôi lấy ra cái bài toán là lấy ra các sản phẩm còn có trong cửa hàng, trong kho và hiển thị tổng giá trị. Đây, chúng ta paste cái câu này vào. Bây giờ làm một cái điều tương tự này. Để tôi đẩy cốt lên nhá. Để tôi đẩy cái mớ này lên nhá. Xong các bạn sẽ phải làm việc ngay bây giờ đây. Đâu nhỉ? 1706 thôi nhỉ. Rồi nha, cốt lên rồi nha. Bây giờ yêu cầu này. Để tôi xem cái product này còn cái gì để khai thác không. Rồi bỏ qua đi. Chúng ta có cái bảng order detail. Order detail. Bây giờ các bạn lấy ra cho tôi order ID, đi vào, ghi vào này, lấy cho tôi order ID, product ID, tổng giá trị đơn hàng, tổng giá trị của cái sản phẩm đấy trên một order ấy, được chưa? Và lấy ra những cái sản phẩm nào có giá trị lớn hơn 20, à lớn hơn 140. Đấy nhá, tôi viết đề nhá. Bài tập này. Trong bảng order detail thực hiện câu lệnh lấy ra total product price. Chỉ hiển thị các sản phẩm và các total lớn hơn 140.
Xong chưa? Nhìn bao lâu vậy? Thank you.
Xong chưa? Trông khó khăn đấy. Đây, chữa nha. Select from order detail. Chúng ta cứ lấy ra order ID. Order ID, product ID và sum của cái gì nhỉ, unit price nhân với cái gì, quantity, giờ s total price, ví dụ thế. Chúng ta có group by, cái nhớ là group by là theo order ID nhé. Order là đơn hàng, đúng chưa? Thì các đơn hàng, cái giá, các cái sản phẩm nằm trong đơn hàng có phải đi liền với nhau, đúng chưa? Thì người ta mới dễ nhìn. Thì chúng ta group by order ID having total price lớn hơn 140, đúng chưa? Order by order ID, thế là được rồi. Order ID và product ID. Đó, xong. Ồ. Gì vậy? Sai đâu nhỉ? Having total price. Okay. List is not grouped by clause contain.
Venom Column. Product ID này. Đó, không được này. Hả? Cái gì? Của tôi viết hoa mà. Của tôi viết hoa mà. Các bạn viết này nó ra đúng không? Tôi chờ tí. Bậy nhỉ. Order by order ID. Cái này là alias của bạn. Láo thật. Không thể group bởi cái này được. Thế lỗi gì nhỉ? Select sao from order ID, product ID, sum của cái thằng này. Tên đâu? Đây à? Chẳng liên quan. Tôi đang không hiểu vì sao tôi bị lỗi. Having total right để group by nhá. Này lỗi này. Sum chẳng liên quan, đã bảo không liên quan mà lại. À đúng rồi. Rồi rồi. À, bên Linux nó bị. Thì chúng ta cần phải thêm một cột nữa. Order ID này. Unit price. Cái này chúng ta phải sửa. Ở bên Windows thì ra được. Còn ở bên Linux thì phải sửa. Discount này. Discount. Không phải. Để tôi search xem lỗi gì. Cái này là lỗi của SQL rồi. Thêm cái đoạn này vào. Chờ tôi chút nha. Để tôi chạy thử câu lệnh xem có được không. Đấy, ra rồi. Cái này là lỗi của SQL. Nó không cho chúng ta group by những cái cột nó là foreign key của bảng khác. Thì chúng ta có thể là tắt nó đi. Thì chúng ta thêm hai cái đoạn này vào. Set global. Cái này sẽ chỉ xảy ra khi mà chúng ta sử dụng cái MySQL mà tự cài vào phần mềm. Chứ còn nó tích hợp sẵn trong SAM của các bạn thì các bạn sẽ không bị. Đó. Ông sử dụng tích hợp trong SAM. Đấy. Tôi bị. Thì là tôi không tích hợp trong SAM. Tôi không cài SAM. Đó. Thì chúng ta phải xem thêm hai cái set global này vào. Thì tôi sẽ post cái đường link này lên trên cái group lớp mình nhá.
MySQL. Group by các cột. Câu lệnh thì tôi sẽ copy cả cái này tôi pệt trong kia nhá. Đây đáp án chắc chắn như này nó sẽ chạy rồi. Xong, chúng ta đã học xong cái những cái câu lệnh là update dữ liệu này, xóa dữ liệu này, lấy dữ liệu này, lấy từng cột một này, đặt alias cho cột này, rồi thì là sử dụng cái các hàm min, max, cao, sum, avg, rồi sử dụng cái group by, tức là nhóm, khi mà chúng ta muốn lấy từng phần tử, từng record ra một mà có phép toán sử dụng hàm để tính ấy, thì chúng ta phải group by nó theo một cái tiêu chí nào đấy. Và chúng ta có thêm cái having group by thì khi mà cái having này thì nó giống như là cái where, nhưng mà cái having nó sẽ sử dụng cho các cái đơn vị, các cái cột là tổng hoặc là tích hoặc là một cái phép toán nào đấy của cái câu lệnh select ở trên, thì phải having nó thì chúng ta mới so sánh được. Được chưa nhỉ? Đấy là những cái câu lệnh cơ bản nhá. Để tôi ngó xem chúng ta còn cái câu lệnh nào nữa. Order rồi. À còn một cái nữa. Đó, chúng ta đến với câu lệnh limit. Cái này nó sẽ giúp chúng ta phân trang. Nghe khái niệm phân trang bao giờ chưa? Phân trang thì chúng ta sẽ sử dụng cái limit này để xử lý. Ví dụ, tôi sẽ sử dụng là select sound from product này. Trang 1 của tôi ấy, tôi muốn hiển thị ở trang 1 là 15 sản phẩm. Được chưa? Tôi không where gì cả, tôi lấy ra 15 sản phẩm đầu tiên ở trang 1. Bởi vì khi mà chúng ta load ra web ấy thì cái màn hình của chúng ta nó có giới hạn đấy, đúng không? Chúng ta không muốn người dùng kéo quá dài, đúng không? Mà thêm vào đấy nữa, khi chúng ta thực hiện query mà dữ liệu chúng ta lớn hàng nghìn bản ghi chẳng hạn, thì nó load ra ấy, thứ nhất là thời gian nó lâu. Cái thứ hai nữa là khi mà người dùng kéo hết 1000 cái đấy trong cái tải. Được chưa? Thì chúng ta phải phân trang nó. Thì phân trang chúng ta sử dụng cái thủ thuật, đó là sử dụng cái từ là limit. Limit. Ví dụ 0.15. 0.15. Thử nhá. Đây là trang 1 của tôi. Bắt đầu từ 1. Ủa? Sao nhỉ? 0.15. Sao của tôi không dài nhỉ? Bậy nhỉ? Các bạn có ra không? Bố láo thật. Ăn ở rồi. Tôi tạo câu query mới này. Select sound from product. Để lấy ra hết đã này. Đây là chúng ta lấy ra hết rồi nhá, 77 cái nhá. Limit 15. Đây nhá, lấy ra được 15 bản ghi này. Được chưa? Đây là cho trang 1. Chúng ta thử thêm cái 0 vào đây nữa. Đây nó vẫn lấy ra là 15 bản ghi. Sao tôi nó không hiển thị được nhỉ? Nó vẫn ra 15 đấy nhá. Đây, chúng ta kéo xuống, nó vẫn ra 15 nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem tiếp này. Đây là 15.15. Chúng ta xem nó bắt đầu từ bao nhiêu? 16 ấy. Cho đến bao nhiêu? 30 là cái chắc không? Không kéo được. Đây 30. Được chưa? Thế vậy thì cái này là cái gì? Cái 15 này là cái gì mà cái 15 này là cái gì? Cái sau, trang đây là trang số 2 đúng không? Trang số 2 thì là 15.15 này. Trang số 3 thì sẽ phải là 30.15. Đó, thì nó sẽ rơi vào từ 31 cho đến 45. Hiểu chưa? Được chưa? Bây giờ cái thủ thuật phân trang nó như sau. Thủ thuật phân trang của chúng ta nó sẽ là như thế này. Khi mà làm phân trang thì chúng ta sẽ có các cái
đơn vị để đưa vào trong câu lệnh select của chúng ta như sau. Đơn vị thứ nhất là page size. Page size. Đơn vị thứ hai là page number. Được chưa? Có hai đơn vị không? Thì chúng ta thử xem nhé. Trang thứ nhất này, trang 1. Trang 1, page size của tôi ở đây là bằng 15. Được chưa? Page number của tôi là trang 1 đúng không? Thì đầu tiên nó cần yêu cầu là lấy ra được những cái bảng đi từ 1 cho đến 15. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có là limit. Select gì dùng hoạt động limit bằng page size và page number trừ 1. Page number trừ 1 nhân với page size phẩy page size. Các bạn nhận xem đúng không? Đầu tiên này, page bằng 1 nhé. Page bằng 1 thì lấy 1 trừ 1 bằng 0. 0 nhân với 15 bằng 0 đúng không? Có phải ra là 0 15 đúng không? Rồi xong, lấy các bạn đi bắt đầu từ 1 cho đến 15. Xong. Chúng ta có page bằng 2. Page bằng 2 thì bây giờ là 2 trừ 1 bằng mấy? 1, 1 nhân 15 bằng bao nhiêu? 15. Thì ở đây là 15 15 là lấy từ 16 cho đến 30. Được chưa? Page bằng 3. Page bằng 3 thì là 3 trừ 1 bằng 2. 2 nhân 15 bằng 30. Thì ở đây đơn vị là 30 là lấy từ 31 đến 45. Được chưa? Cái limit này chỉ có một cái limit này là chúng ta đã đủ để sử dụng cái thực hiện cái việc phân trang rồi. Được chưa nhỉ? Có vậy thôi, hết rồi. Xong phim. Đấy là cái logic phân trang của chúng ta. Còn thực tế khi mà chúng ta đi làm phân trang ấy thì nó sẽ có 3 tham số chính. Tham số tiếp theo là tham số là keyword. Thì chúng ta thực hiện câu lệnh là select cái gì gì đấy from table where tên cột line cái keyword này tượng vào đây. Sau đó chúng ta thực hiện phân trang limit. Được chưa? Đấy mới thực sự là cái phân trang và tìm kiếm. Thuật toán nó là như thế. Được chưa nhỉ? Từ khóa phân trang, từ khóa limit sử dụng để phân trang. Để phân trang này. Thì chúng ta có cú pháp như sau. Select đâu nhỉ? Select sao from tên bảng này. Limit. Limit. Đây là số. Cái tham số đầu tiên ấy là số bản ghi sẽ bỏ qua. Yeah. Cái tham số thứ hai là số bản ghi sẽ lấy tiếp. Tính từ cái số bản ghi phía sau của cái mớ bỏ qua này. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử làm ngược lại này, có phải là nó lấy từ số 1 hay không, có phải phụ thuộc cái ID hay không? Thì chúng ta sắp xếp ngược lại nhá. Order by product name. Được chưa? Product name nó không sắp xếp theo cái thứ tự alpha B đúng không? À sẽ theo 1 2 3 4 đúng không? Bây giờ chúng ta thử bỏ cái limit đi. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy nó sắp xếp rất là tùm lum. Đúng không? Sắp xếp rất là tùm lum ở đây. Lẫn lộn đúng không? Được chưa? Đầu tiên là 15 này. Ở đâu 17, 3, 40 các thứ các kiểu đúng không? Rồi bây giờ chúng ta thêm cái limit vào. Tôi để ở đây là 0 và 3 thôi. Cho nó dễ. Được chưa? Thì xem nó lấy từ cái gì nhá. Xem có phải là lấy ra 1, 2, 3 này không nhá. Hả? À, 3 trước bên, 3. Đúng không? Nó sẽ phụ thuộc vào cái output của câu lệnh select để nó cắt dần đi. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta thêm vào đây là 3, 3. Thì sẽ là những cái lệnh khác 60, 18, 1. Nó sẽ đúng thứ tự alpha B của product name này.
chứ chẳng ảnh hưởng gì đến cái thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5 của cái product ID. Được chưa? Hãy lưu ý cái limit này. Được chưa nhỉ? Đó, làm phân trang ở bên ở MySQL là dễ nhất luôn. Nếu mà chúng ta sử dụng phân trang ở bên ở SQL Server thì nó khó hơn rất là nhiều. Thậm chí có những cái cơ sở dữ liệu không hỗ trợ việc phân trang. Nó không hỗ trợ luôn, ví dụ như DynamoDB là không có phân trang luôn. Đó, thì chúng ta phải lưu ý. Trước khi lựa chọn một cái SQL, một cái mạng hệ cơ sở dữ liệu ở đấy thì chúng ta phải tìm hiểu xem nó có hỗ trợ những cái tính năng mà chúng ta mong muốn hay không. Chứ nếu không là chúng ta bắt buộc phải lấy hết dữ liệu ra xong rồi sau đó chúng ta phải phân trang bằng JavaScript. Cái việc đấy nó rất là dở. Ở việc là khi mà chúng ta làm cái việc đấy á thì dữ liệu của chúng ta load rất là lâu. Tất nhiên ra ngoài phân trang nó rất là nhanh thôi, nhưng mà để load ra được cái màn hình đầu tiên nó cực kỳ lâu. Thì phải lưu ý. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta đến với khái niệm là khóa chủ, khóa phóng lại và các cái khái niệm về bảng quan hệ. Tôi nói cái bảng quan hệ trước nhé. Quan hệ trong các bảng. Quan hệ trong các bảng trước đây. Ví dụ này, ví dụ thứ nhất là chúng ta có sản phẩm đúng không? À không, chúng ta có đơn hàng đi. Chúng ta có một đơn hàng. Thì trong một đơn hàng có thể có bao nhiêu sản phẩm? Không có sản phẩm cũng được không? Được. Có một sản phẩm cũng được không? Được. Có nhiều loại sản phẩm cũng được. Đây là loại sản phẩm nhé. Tức là trong một đơn hàng tôi đi mua, tôi vào siêu thị tôi mua, tôi vừa mua bim bim, tôi vừa mua nước ngọt, tôi vừa mua bút, tôi mua sách. Có được không? Được. Được đúng không? Thế vậy thì quan hệ giữa đơn hàng và sản phẩm nó phải là quan hệ một nhiều. Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm. Nhưng mà chúng ta hãy thử đảo chiều. Một sản phẩm có thể thuộc nhiều đơn hàng được. Không quan sát được. Thuộc kiểu gì? Ở đây là một thực thể. Một đơn hàng ở đây chỉ có một cái miếng giấy thôi. Được chưa? Nó có thể chứa cái bút này. Cái bút cũng là một thực thể. Cái quyển sách cũng là một đơn vị thôi. Được chưa? Cái bút này có mã của nó là 5 được không? Thì liệu người ta mua cái bút có mã là 5 này rồi thì cái bút có mã là 5 này có thể tồn tại được ở trong cái hóa đơn khác không? Bán đi rồi đâu mà có. Đúng chưa? Nó bán đi rồi thì một sản phẩm không thể có chiều ngược lại là một nhiều với đơn hàng được. Một sản phẩm chỉ có thể tồn tại một với một đơn hàng thôi. Được chưa? Thì quan hệ giữa đơn hàng và sản phẩm của chúng ta là quan hệ một nhiều và chỉ có một chiều. Được chưa? Tương tự với như vậy, ở trong cái quan hệ giữa đơn hàng và khách hàng, quan hệ giữa đơn hàng và khách hàng thì là gì? Khách hàng có thể có nhiều đơn hàng, đúng chưa? Rồi, thế quan hệ giữa khách hàng và sản phẩm sao? Một khách hàng có thể mua được nhiều sản phẩm đúng không? Rồi, một sản phẩm có thể được mua bởi nhiều khách hàng không? Cái này là được. Cái này là được. Bởi vì nó không tính theo đơn vị từng cái một nữa. Mà đây là từng loại sản phẩm. Thì nó có thể một sản phẩm có thể bán cho khách hàng A, có thể bán cho khách hàng B. Hoàn toàn được. Để giải quyết, đây là một nhiều nữa này. Thì ở đây chúng ta đến với hai cái khái niệm là quan hệ một nhiều, quan hệ nhiều. Chúng ta còn một loại quan hệ nữa.
Ví dụ đơn giản như này, chúng ta có một cái bảng là bảng thông tin cá nhân và một bảng là bảng tài khoản. Bảng tài khoản. Trong bảng tài khoản này có tên đăng nhập và có mật khẩu. Trong này thông tin cá nhân thì có Facebook này, Skype này, LinkedIn này. Được chưa? Một người dùng có thể có bao nhiêu thông tin? Bố láo. Một. Nhiều, tại sao phải tạo ra nhiều? Nhiều đến lúc lấy ra hiển thị thì biết lấy thằng nào, đúng không? Quan hệ giữa người dùng và thông tin, thì họ có nhiều, họ có Facebook, có Skype, có LinkedIn, đúng không? Nhưng mà mỗi một cái thông tin mạng xã hội này họ đã có hẳn một cái cột để lưu trữ rồi, đúng không? Thì chúng ta có quan hệ giữa tài khoản và thông tin cá nhân là một, đúng chưa? Xong chưa? Đó, ngược lại, dựa vào một tài khoản Facebook, chúng ta có biết được họ là ai trong hệ thống của mình không? Biết chứ? Đúng không? Thì đây là quan hệ một một ngược lại. Thì hai quan hệ giữa tài khoản và thông tin cá nhân này là quan hệ một một. Được chưa? Ok không? Đây là trong trường hợp người ta thích vẽ ra hai bảng, chúng ta hoàn toàn có thể bê toàn bộ cái nội dung ở trong bảng này vứt ở trong bảng, không sao. Nhưng quan trọng là người ta thích. Được chưa? Người ta thích thì người ta tách nó thôi. Đơn giản vậy. Được chưa? Đây là ba cái mối quan hệ ở trong các cái thực thể, ở ngoài thực tế vậy. Đúng không? Một người đàn ông có thể có nhiều con. Nhiều con, nhiều vợ ấy không biết. Được chưa? Nhưng mà một đứa con, một con người chỉ có một người già thôi chứ mấy. Ở đây có ai có hai cha không? Không, cha ruột đâu. Không có được, đúng không? Rồi sao? Đấy là quan hệ một nhiều, giải quyết xong nhá. Quan hệ một một thì sao? Ừ vậy. Một con người thì chỉ luôn luôn xuất hiện một cái thẻ chứng minh thôi. Chứng minh thư nhân dân chỉ có một. Trừ khi ông hủy một cái đi, ông làm cái khác. Tôi chỉ từ bé tôi gặp duy nhất một trường hợp một con người có hai chứng minh thư nhân dân. Không phải giả, thật luôn. Không phải mất. Đây là hai số khác nhau luôn và hai số vẫn còn được sử dụng được. Khác năm sinh. Tôi có một thằng bạn bố bố nó làm ở sở thuế. Sở thuế ở quê. Chẳng hiểu làm sao đợt đấy hồi năm cấp 2 nó được làm cái là giấy khai sinh là sinh năm 82. Sau đến lớp 9 nó làm cái nữa thì đúng tuổi là sinh năm 91. Thế là một mình nó có hai cái chứng minh cùng một địa chỉ. Bố nó vẫn là bố nó. Đấy, thì đấy là trường hợp hi hữu chứ không tránh được. Được chưa? Đấy là quan hệ một một. Còn quan hệ nhiều nhiều là gì? Nhiều nhiều là gì? Lớp học chúng ta cụ thể là cái phòng học này, đúng không? Lớp chúng ta có thể học ở phòng này, có thể ở phòng khác. Nhưng mà cái phòng này có thể chứa lớp chúng ta học ở lớp khác, đúng không? Nó sẽ xếp vào theo ca học. Nó phụ thuộc vào ca học. Thì cái hai cái quan hệ giữa lớp học và cái phòng học ấy thì nó phải để giải quyết được nó thì chúng ta phải có cái ca học, đúng không? Đó là phải giải quyết bằng một cái bảng. Thì đấy là cách giải quyết. Bây giờ thằng này thì có vai, thằng này bên thì có thể dùng quên slot. Bây giờ nha, tôi giải quyết cái quan hệ này ở trong cái việc lập trình chúng ta làm như nào. Ví dụ quan hệ 1-1 thì ví dụ một tài khoản có một cái ID, đúng không? Đúng không? Có một cái quá trình. Thì đây là ID 1, tên tài khoản là admin và password là 123456. ID bằng 2, có tài khoản là mod, mod gì gì đấy. Đây là thông tin của admin, nó đối chiếu sang bên này. Tức là bây giờ chúng ta có cái tài khoản admin đăng nhập vào rồi. Bây giờ muốn xem cái thông tin Facebook của nó là cái gì thì chúng ta làm sao phải dựa vào một cái gì đấy ở trong này đối chiếu sang cái bảng thông tin cá nhân này để lấy cái thông tin của nó ra bằng câu lệnh select nào đấy, đúng không? Thì ở trong cái bảng thông tin cá nhân này cũng phải chứa một cái cột nào đấy là duy nhất, cũng là ví dụ như user
ID. Và cái cột này nó sẽ là mang giá trị của cái ID mà cái tài khoản đấy nó đại diện. Được chưa nhỉ? Ví dụ như sau. Nhìn vẽ như này thì tôi hơi khó hiểu. Đây nhá. Quan hệ 11. Đây 1706 này. Chúng ta có bảng student đúng không? Đúng nhá. Có age, quê, quán, ngày sinh các thứ các kiểu đúng không? Bây giờ tôi tạo ra thêm một bảng nữa. Bảng này có quan hệ 11 với cái bảng student kia, đó là student. Đây là student ID, đây là student ID in. Nó vẫn là key của tôi. Tiếp theo, tôi có thêm là Facebook của thằng sinh viên này nữa. Vacha, Skype, Vacha và Yahoo đi. Cũng Vacha, tôi lưu xuống. Đây là student, gạch dưới info. Xong. Đây. Khi mà chúng ta nhìn vào đây, chúng ta vẽ ra ấy, diagram này, chúng ta đã nhìn thấy các thông tin của chúng nó đối chiếu với nhau đúng không? Hả? Cái gì? Là? Cái này qua cổ lâu quá, chúng ta được file cái diagram này. Làm gì? Không. Xuất được tôi cũng không chỉnh. Được chưa? Rồi, bây giờ khi mà chúng ta có một thằng sinh viên, ví dụ chúng ta có sinh viên ID là 1, tên là Thiện TH này, tôi thêm một cái thằng nữa. Đây là Long NV, tuổi là 18, quê là ở Bắc Giang. Đó, 1992-09-20. Rồi xong. Bây giờ thông tin của thằng Thiện TH này sẽ được lưu ở trong bảng này thông qua cái bản ghi, đó là có student ID nó bằng 1, Facebook là Thiện TH, Skype là Thiện chấm TH, Yahoo là Thiện chấm Thiện TH đi. Rồi xong. Bây giờ để tôi lấy được thông tin của một thằng sinh viên bất kỳ thì tôi đã, khi mà tôi đăng nhập vào rồi tôi biết được cái mã số sinh viên của nó là bao nhiêu đúng không? Thì tôi sẽ phải đối chiếu cái mã số sinh viên đấy sang cái bảng student ID, student info này, để tôi lấy được thông tin chính xác những cái thông số khác của nó. Được chưa nhỉ? Thì tôi phải dựa vào cái student ID này. Student ID này nó ở trong cái bảng student info thì nó vừa đóng vai trò là primary key, nó vừa đóng vai trò là foreign key, tức là khóa ngoại của cái bảng này đối chiếu với cái bảng student. Được chưa? Thì chúng ta setup nó bằng cách như sau. Vào phần design, chọn phần index, à đây, foreign key chứ, cộng thêm mới. Chúng ta có field là field student ID này. Ok, chọn cơ sở dữ liệu, chọn bảng student, chọn field sẽ đối chiếu là mã sinh viên. Chúng ta có chưa tích được. Ok, chúng ta có cascade, lưu xuống. Xong. Bây giờ khi mà vẽ hình ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó được nối với nhau. Được chưa? Bây giờ tôi thử xóa cái thằng này đi nhá. Các bạn xem này. Tôi thử xóa cái thằng này đi, delete row. Bay. Được chưa? Nhưng bây giờ mở cái student info ra. Còn. Ở đâu? Sao lại cascade thì vẫn còn nhỉ? Chờ tí nhá. Hai. Để tôi update lại. Bay rồi. Sao lại bay nhỉ? Fake rồi. Rồi tôi thêm một cái nữa nhá. Đây student ID bằng 2 này. Facebook là XYZ này. Rồi xong. Tôi thêm một bản ghi nữa này. Đây tôi để là 3 này. À. Không phải xóa mất số 2. Mà là cái cột, cái giá trị của cái cột student ID này này, nó bằng 3 đúng không? Ở bên bảng bên kia có thằng nào là 3 không? Không có. Cho nên sẽ không thể nào thêm một cái bảng ghi có cái ID bằng 3 vào đây được. Không được phép thêm. Được chưa? Đấy là cái ràng buộc, cái constraint là ràng buộc giữa hai bảng. Khi mà chúng ta ràng buộc cái một cái cột là foreign key của bảng này với bảng khác. Được chưa nhỉ? Foreign key là gì? Chúng ta cứ hiểu vậy.
cái foreign key của bảng B nó chính là cái hình chiếu của cái primary key của bảng A sang. Thì cái bảng B này nó sẽ chỉ tạo được thêm một bảng đi mới khi và chỉ khi cái PK ở bên bảng A này đã tồn tại. Tức là tạo cái thằng này trước thì mới được tạo thằng này, chứ không bao giờ có chuyện là tạo thằng này trước mới tạo thằng này. Không tạo được, không thể là làm cái chuyện là sinh con rồi mới sinh cha đâu. Được chưa? Đây là bảng cha, đây là bảng con. Thì cái bảng, cái ví dụ nhá, bố Văn đi, đúng không? Đánh có cái quan hệ là thằng Văn ở trong cái giấy khai sinh của nó ấy, có một cái foreign key với bố đó. Đó là cái tên cha, đúng không? Thì là lần sau cứ nhìn thấy cái giấy khai sinh của bạn là biết bố là ai. Được chưa? Chứ không thể nào có cái chuyện là thằng Văn đẻ rồi, dàn cái giấy sinh, làm giấy khai sinh rồi nhưng mà bố nó chưa sinh ra. Không có chuyện đấy được, đúng không? Thì ở đây cũng vậy, nó đem thực tế vào trong lập trình cũng vậy. Thì chúng ta phải có cái bảng cha trước, sau đó mới tạo foreign key đến cái bảng con được. Được chưa? Và sau khi key ở trong này chúng ta có một cái dòng và có cái khác cho thực tế. Nói thì hơi mềm tả tí. Ví dụ như ở ngoài thực tế cha chết thì con còn sống nhanh, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà ở trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, khi mà chúng ta xét cái quan hệ giữa foreign key và key ở trong này, foreign key tồn tại ở bảng B đúng không, bảng con, nếu chúng ta chọn kiểu cascade, thì thằng cha này khi bị xóa đi, thằng con tự động quay. Được chưa? Thằng cha bị xóa đi, thằng con tự động quay đi luôn, không cần phải thực hiện cái việc xóa ở trong bảng con này. Xong chưa? Đấy là trường hợp cascade. Chúng ta còn một kiểu nữa, đó kiểu restrict. Restrict này nó là cái gì? Khi mà tôi hứng chí, tôi xóa một thằng cha đi, tôi chém chết một thằng cha đi, nếu mà nó vẫn còn con thì nó không xóa được. Không thể nào xóa được thằng cha đi khi mà thằng con còn tồn tại. Được chưa? Chỉ khi thằng cha này sẽ được xóa khi và chỉ khi nó không còn mối ràng buộc nào với bất kỳ thằng con nào khác thì mới xóa được thằng cha. Còn khi mà còn bất kỳ một cái bảng nào, bởi vì một cái PK này có thể quan hệ với một tỷ bảng khác nhau, đúng không? Thì chúng ta phải xóa hết cái hình chiếu của nó đến tất cả bảng con thì thằng cha này mới được xóa được. Chứ còn không thì không thể xóa được. Được chưa? Hai kiểu cascade và restrict của foreign key chúng ta phải nắm được. Được chưa? Ghi vào. Rồi lại quên đấy. Hầu hết người ta dùng thì dùng kiểu cascade, chứ không mấy người dùng restrict, trừ thằng Notwin ra. Notwin nó dùng restrict. Con xóa cha còn nguyên. Cha xóa thì còn mất. Đúng. Restrict thì phải xóa hết con trước, xong rồi xóa cha để giết con rồi. Cái này nó hơi lòng vòng cho nên các bạn phải viết vào về mà xem, không nhớ đâu. Còn cái việc tạo foreign key ấy, ngoài cái việc đảm bảo cái việc cha chết con mới chết, thì nó còn đảm bảo cái việc là người ta không thêm bậy được dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu. Đó, có bậy không? Không. Con xóa thì cha không xóa. Khổ lắm, học đến phần này bao giờ cũng đau đầu. Đây là mới là khái niệm là foreign key đấy nhá. Chưa phải là giải quyết quan hệ cha con đâu. Cứ từ từ. Chưa giải quyết quan hệ một một, chưa giải quyết quan hệ một nhiều. Chưa giải quyết quan hệ nhiều nhiều. Em cứ thong thả. Đau đầu không? Rồi bây giờ nha, tôi vẽ ra bảng để chúng ta hình dung này. Xóa
Bây giờ chúng ta có một quan hệ rất là nổi tiếng ở trong các trang thương mại điện tử. Đó là quan hệ giữa order, customer và ở đâu nhỉ? Order này. Order product và order detail. Order detail. Được chưa? Trong order này có cột là order ID. Đây để tôi lấy thằng lọc win cho nó dễ nhìn đi. Còn vẽ ra chắc là không đủ giấy. Đây. Đặc điểm gì giống nhau? Tức là con mất đi thì cha vẫn còn. Ừ. Chẳng liên quan gì. Đây. Chúng ta có order, cái bảng order. Đây, product này. Product, order detail và order. Thì ở đây một sản phẩm quan hệ với cái order là cái gì? Đơn hàng. Là quan hệ nhiều đúng không? Một sản phẩm có thể được bán cho nhiều đơn hàng. Và trong một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm. Đúng không? Quan hệ hai cái này là quan hệ nhiều. Thì để giải quyết được cái quan hệ nhiều này thì người ta sẽ tiến hành là tạo ra một cái bảng phụ. Chính là cái bảng order detail này. Và cái bảng phụ ấy nó sẽ có quan hệ giữa chính nó với các cái bảng, hai cái bảng có quan hệ nhiều kia. Đó là một cái sản phẩm có thể thuộc nhiều order detail. Và một cái order có thể có nhiều order detail. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có quan hệ như thế này. Hai thằng này có quan hệ nhiều với nhau. Thì nó sẽ được xử lý bằng quan hệ là đây là một nhiều và đây cũng là một nhiều. Đây cái trò này gọi là bảng phụ. Bảng phụ để giải quyết quan hệ nhiều. Bây giờ ví dụ như sau. Ví dụ như sau. Order nhá. Trong cái order có cái ID là 410248 này. Tôi muốn tìm toàn bộ tất cả các sản phẩm nằm được bán ở trong cái order này. Tôi làm như thế nào? Tìm ra tất cả các sản phẩm có trong cái đơn hàng này. Tôi làm nào? Tất cả các sản phẩm thuộc về đơn hàng này. Tôi làm nào? Làm nào? Cực kỳ dễ. Thử nhá. Select sale from order detail where order ID bằng. Ra chưa? Đây này, sản phẩm này. Đúng chưa? Rồi. Thế vậy thì sao? Khi mà có bảng phụ này, chúng ta có cả cái ID của bảng product, có cả cái ID của order. Đúng không? Thì chúng ta muốn lấy ra, muốn tìm một cái sản phẩm nào. Một cái sản phẩm mà chúng ta có ID đại diện nó rồi đúng không? Tìm một cái sản phẩm nó tồn tại, nó được bán bởi những cái order nào. Chúng ta chỉ phải chiếu vào trong này. Chiếu vào chính cái cột là quantity từ cái product đến cái bảng order detail. Thì chúng ta sẽ lấy được ra toàn bộ nội dung thông tin ở trong order detail rồi đúng không? Được chưa? Với cái điều kiện là product ID bằng bao nhiêu đấy, bằng một cái đơn vị nào đấy. Sau đó chúng ta lại chiếu ngược lại từ đây lại về bên này để lấy ra thông tin chi tiết của đơn hàng. Được chưa? Cụ thể chúng ta làm cái việc này chúng ta phải sử dụng một cái phép. Đó là phép join để lấy thông tin ra. Ví dụ ở đây tôi đã lấy ra các cái product ID từ cái bảng cái product ID thuộc về cái order ID là 10248. Bây giờ để tôi lấy ra được cái tên sản phẩm cụ thể của các sản phẩm này thì tôi sẽ phải sử dụng thêm. Đây select sale nhá. From order này, đây là OD, tôi đặt cho nó cái alias là OD này.
Tôi thực hiện một phép join. Đây là phép join luôn đi nha. Join với bảng product. Đây tôi để là alias là P. On. Hai cái bảng này join với nhau thì phải có một cái thỏa mãn một cái điều kiện là hai cái cột primary key và cột foreign key nó phải bằng giá trị với nhau thì nó mới lấy chiếu vào được. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có P chấm product ID bằng OD chấm product ID luôn. Được chưa? Giá trị ở hai cái bảng này sẽ bằng nhau thì mới lấy ra được. Thì bây giờ chúng ta sẽ có select là OD chấm order ID phẩy OD chấm product ID phẩy P chấm product name phẩy OD chấm unit price. Đây lấy ra và lấy ra được cả quantity luôn. OD chấm quantity. Bây giờ chúng ta sẽ xem là trong cái đơn hàng order ID 10248 nó bán được những cái sản phẩm là cái gì gì đấy, Queso Cabrales cái gì gì đấy, rồi Singapore Hokkien Fried Mee Moza cái gì gì, đọc không đọc được cái từ này. Được chưa? Đây là nó có thể cái phép join ngoài cái việc là lấy thông là đối chiếu sang để biết thông tin chi tiết của sản phẩm. Thì nó còn giúp chúng ta là lấy thông tin tổng được tổng hợp từ nhiều bảng khác nhau. Tôi nói là nhiều bảng khác nhau hiển thị ra ngoài của một câu lệnh select. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của phép join. Cú pháp của phép join là gì? Cú pháp là select này. Từ từ ứng viết nội dung giống như tôi lúc nãy. Từ từ ứng viết nội dung. Chúng ta có select from tên bảng 1. Thường thường là bảng, cái bảng được liên kết này là bảng con. Được chưa? Bảng được gọi này là bảng con, đặt cho trong alias, sau đó thực hiện cái phép join. Join với một cái bảng này, thường thường bảng này là bảng cha, đặt cho trong alias nữa, so sánh giá trị của bảng, của cái primary key của bảng cha với cái foreign key của bảng con. Nếu chúng nó bằng nhau thì mới lấy được ra. Được chưa? Và chúng ta vẫn where. Ở đây where điều kiện thì chúng ta có thể where od chấm cái gì gì đấy thoải mái. Chúng ta có thể so sánh tất cả các giá trị từ hai bảng này gộp vào như bình thường. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của phép join. Khi cần lấy dữ liệu từ hai bảng khác nhau bê về, cái đầu tiên phải nhớ đó là phép join. Được chưa? Và join chỉ được thực hiện khi hai cái bảng đấy nó có gì? Quan hệ cha con với nhau thì mới join được, còn không thì join vào mắt. Đấy nhỉ? Ghi vào. Còn gì nữa? Chúng ta có nhiều loại join lắm. Tức là B đổi đảo vị trí đi hả? Chẳng bao giờ xảy ra. Chẳng bao giờ xảy ra luôn. Vẫn chạy như bình thường. Tôi chẳng bao giờ gặp cái trường hợp nó không chạy luôn. SQL Server cũng chạy. Chém. Cái này chỉ có chém thôi. Tôi làm với SQL Server 2 năm trời. Ngày nào phải viết store procedure. Chưa bao giờ gặp phép join không chạy. Tôi thực hiện phép join chắc là nhiều hơn cô thực hiện phép select cho đến tận bây giờ. Nên là bảo thi thoảng nó ra, thi thoảng nó không ra thì là chém. Chúng ta đảo vị trí ấy, thì khi mà đảo vị trí này nó có thể là performance nó cao hơn thì ok, đồng ý. Chứ còn bảo là kết quả nó khác nhau thì không có. Không có chuyện này. Performance nếu mà chúng ta đặt OD, đặt cái bảng con lên trước, tức là đặt cái tập giá trị mà ít hơn lên trước so sánh với cái tập giá trị nhiều hơn ấy, thì performance sẽ cao hơn. Thì đấy là đúng. Còn khi mà chúng ta đặt cái tập giá trị có nhiều bản ghi ra lên trước so sánh với cái tập giá trị mà cái tập giá trị ít record hơn thì cái performance nó sẽ chậm hơn. Thì cái điều đấy có.
Nhưng mà nếu mà chúng ta bảo là đảo hai vị trí này mà nó không ra kết quả thì vớ vẩn. Được chưa? À rồi, hỏi rất thông minh. Hỏi xong thì bây giờ tìm hiểu đi. Thứ nhất, tổ 1 là ba bàn đầu dãy bên này. Tìm hiểu cho tôi phép inner joint. Tổ 2 là cái đội từ bàn thứ 3 hất xuống, tìm hiểu cho tôi cái left joint. Bên này ba bàn đầu, tìm hiểu cho tôi cái right joint. Ba bàn hất xuống cuối cùng, tìm hiểu cho tôi cái outer joint. Có một rổ joint. Bên này là inner joint này, dưới là left joint, bên này là right joint, dưới kia là outer joint. Xem nó khác nhau ở đâu. Tìm hiểu, lấy ví dụ cho tôi. Nó khác nhau ở đâu. Đến cuối giờ trình bày nhá. Bài mai chúng ta chỉ có bằng lấy lý thuyết thôi. Tôi sẽ ộp cho chúng ta một đống câu hỏi để làm trong dịp này. Yên tâm, chỉ có khoảng 30 mấy câu thôi. Về quê thì sao? Đúng. Thằng này quen rồi đấy. Tôi nghỉ lễ tôi có được nghỉ đâu. Đúng. Thế cứ làm như bình thường thôi đúng không? Nghỉ có mài ra tiền để là ăn không? Nghỉ mà được cho thêm tiền thì hãng nghỉ. Còn nghỉ mà mất tiền thôi dẹp. Nghỉ tức là không thêm được cái gì vào người. Mà mình không đi lên tức là mình đi lùi rồi. Chứ không có chuyện đi ngang đâu. Nếu mà về kiếm được thằng chồng hoặc về kiếm được con vợ thì nên về. Còn nếu về không làm được cái việc gì cho đời mà ăn tốn gạo ở nhà thì không nên về. Đấy, thế luôn. 4 năm học đại học tôi mặc dù học dốt nhưng tôi chưa nghỉ một buổi nào, chưa nghỉ một ca nào luôn, mặc dù lên lớp chẳng hiểu gì. Thế thế tốt, thế nào là hơn tôi rồi. Hồi làm đi, đến cuối giờ nhóm văn lên trước nha. Tôi cho không thời gian từ giờ cho đến 8:50. Không quan tâm. Đây là việc của ông. Lớp mình học này tương đối nhanh. Làm xong 39 câu nữa là có thể chuyển sang phần thiết kế cơ sở dữ liệu cho một cái đề tài nào đấy. Làm phần đấy mới hấp dẫn, chứ còn làm cái này chẳng giải quyết vấn đề gì cả.
8 phút nữa văn nha. Bạn nào làm?
thường người ta hay dùng Discern. Cascade. Chẳng vì sao, chẳng vì thích, tùy từng dự án. Cái nào cần lỏng lẻo, không cần quá chặt chẽ thì người ta dùng Cascade. Còn cái nào mà cần phải rất là chặt chẽ, ví dụ như những cái liên quan đến thanh toán thì người ta dùng Redshift.